các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và huyện Long Thành đã tiếp tục tổ chức chi trả đợt 2 cho người dân có đất bị thu hồi làm dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng. Đợt này chi trả cho 148 hộ gia đình cá nhân với tổng diện tích là hơn 33 hectare đất, số tiền hơn 176 tỷ đồng. Người được bồi thường cao nhất là hơn 9,5 tỷ đồng và thấp nhất là trên 60 triệu đồng. Việc chi trả tiền đền bù cho người dân khu vực 1.800 ha ưu tiên giải tỏa sẽ được chia làm 3 đợt và hoàn thành trong tháng 6 này. Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã chi trả đợt 1 là 70 tỷ đồng cho 17 hộ dân đầu tiên. Tỉnh Đồng Nai cam kết năm tới sẽ hoàn thành công tác bồi thường để bàn giao cho chủ đầu tư, khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.